Chào anh, mấy hôm nay chết quy hoạch em gửi cái sổ cho anh là anh chết được rồi. Sau hôm nay cái thửa này anh yêu cầu là share cái vị trí và thực tế lên Zalo vậy anh. Em không biết làm cái này, anh có thể hướng dẫn trực tiếp được không? Ok, chủ đây tôi hướng dẫn luôn nha. Rồi bắt đầu, tao vào việc luôn nha. Đầu tiên, ta mở điện thoại lên, ta chọn vào vòng mép, ta chọn vào vị trí, tự động chạy đến vị trí. Rồi ta nhấn tay giữ vị trí. Sau đó, ta chọn vào cái mục share. Rồi ta chọn đến Zalo, ta chọn đến vị trí cần lưu, rồi ta bấm vào share. Rồi sau đó ta vô vị trí, khi chọn Zalo ta mở lên, ta chọn đến vị trí hồi nãy coi đúng không, rồi ta bấm tìm đến vị trí. Rồi sau đó ta bấm lưu, chọn thư mục lưu. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chốt lại, khi các bạn gửi cho mình kiểm tra hoạch á, nhớ là gửi cái sổ và share cái vị trí thửa đất lên Zalo luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.